Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft CUB Simon. Nãy giờ thì mình luyện cái nhiệm vụ đánh bại các trainer cũng gần xong rồi. Hiện tại thì mình còn 3 trainer nữa thôi là chúng ta sẽ xong cái nhiệm vụ. Không biết là xong chưa nha, cái phần nhiệm vụ của Shooting Star. Trời ơi, khó kiếm thiệt sự luôn. Nhưng mà thôi gán đi, mình cũng gần xong rồi, còn 3 trainer nữa thôi. Qua nay thì mình cũng không có ghé vô mấy cái chỗ Pokestop này để kiếm thêm trứng Pokemon đó. Để nay mình thử nhân phẩm nha. Ui, sao thử nhân phẩm nó lại cho trứng 2 km. Ê, ô, và nó cho mình một cái Ice Memory. Ê, được này. Cái này thì mình có thể cho vào em Sivali. Đúng, mình sẽ đưa vào Sivali ha. Đưa em cái Ice Memory mới được. Đây, cho em ra thử coi. Rồi gắn vào. Đấy, đổi màu rồi nè. Cái phần sừng của em đổi màu rồi. Và bây giờ em chính là Sivali hệ... Ủa, mình gắn để vô rồi mà. Có hệ băng chưa? À, nè. Bây giờ thì mới thành hệ băng nè. Ủa, sao hồi nãy mình xem là hệ thường ta? Rồi, vậy là bây giờ em có hệ băng luôn á. Được đó nha. Mình khá là ít Pokemon hệ băng luôn á. Nếu bây giờ mình có Sivali mà hệ băng thì cũng khá là ok. Mình sẽ dùng trong một số trường hợp á. Nhưng mà hiện tại vẫn chưa có kỹ năng hệ băng nào cho em hết. Nếu mà hệ băng thì để mai mốt mình kiếm mấy cái đĩa kỹ năng mà hệ băng á, mình dạy cho em ha. Ồ, có một em Furro nhưng mà Furro Shiny. Thường thường Furro sẽ màu trắng đúng không? Em này là Shiny nên sẽ có màu đen nè. Màu đen hay màu xám gì đó, nhìn rất là đẹp luôn. Wow, được nha. Chuyển thôi. Dạ, mình sẽ... ơi, mà quên mất, mình chưa có lấy bóng chứa ra. Trời đất ơi, thanh niên đi bắt Pokemon mà không có đem ra bóng chứa ra. Mình sẽ đem theo... Coi Level Ball hay là Ultra Ball ta. Mình sẽ đem hai quả bóng này ha. Hết Wheat Ball rồi, một xíu về nhà mình phải làm thêm Wheat Ball mới được. Rồi, vô lại nè. Lại nha. Rồi, để ba trước một cái. Sau đó mình sẽ tung liền Ultra Ball á. Hy vọng Ultra Ball sẽ bắt được em Furro này. Trời, hơi bị đã. Một em Shiny luôn. Được luôn này. Quá tuyệt vời. Cực kỳ nhanh gọn luôn. Ồ, và Furro, ồ, Sivali của mình á, học được một kỹ năng Double S nè. Kỹ năng này hơi bị mạnh đó nha. Được. Quá đã. Giờ đã có thêm một em Shiny về đội của mình rồi. Nhưng mà Furro thì hình như không có bay được. Chỉ cưỡi để chạy được hay sao à. Thử nha. Đây, Furro đây. Chạy quá trời nhanh luôn nè. Được á. Đây rồi. Trời ơi, tìm trainer chủ yếu tìm buổi tối thôi. Buổi tối thì dễ gặp hơn ha. Ban ngày mình tìm miếng mà chả thấy đâu. Rồi ra đây và chúng ta cùng nhau chiến đấu với một trainer cấp 33-35 ha. Hy vọng là chúng ta sẽ vượt qua nha. Và trainer này chỉ có đúng một Pokemon à. Được, đánh nhanh gấp gọn vậy mình càng thích á. Rồi còn hai trainer nữa thôi. Mình nghĩ là cái vùng biển này chắc cũng sẽ còn nhiều trainer khác đi tắm biển vào buổi tối á. Nên cũng là một cơ hội rất là tốt để mình có thể tìm kiếm. À kìa. Một em gái, trời ơi. Cửi ơi, Sifu bơi quang bển, khiêu chiến nào. Ủa, hai em gái luôn. Đã vậy. Cũng cấp 35 à. Sao không? Còn thêm em này nữa thôi. Xin lỗi nha, tại vì mình phải làm nhiệm vụ nên mình mới khiêu chiến á. Chứ bình thường mình gặp mình cũng khiêu chiến thôi. Rồi, kết thúc nào. Xong. Ồ, và bây giờ nhiệm vụ rẽ sang một hướng nào đây? Bây giờ thì mình sẽ nói chuyện với Professor Kathleen. À, tức là bây giờ mình xong nhiệm vụ là mình chỉ cần về nhà để trả nhiệm vụ thôi hả? Ôi, vậy thì hay quá. Ồ, cuối cùng cũng được trả nhiệm vụ rồi. Và trước khi về để mình qua đây coi. Phía bên này có một em khỉ, nhưng mà em này là khỉ lửa chứ không phải là khỉ lá á. Ok, gặp nhau là cái duyên rồi. Thu phục em luôn á. Giờ mình sẽ không đánh em đâu. Em còn nhỏ lắm nên mình chỉ bắt bằng bóng thường thôi ha. Về đợi anh đi. Rồi, có vẻ được rồi nè. Đúng không? Ủa, được chưa vậy? À, được rồi. Quá là lẹ luôn. Được rồi nha. Vậy mai mốt mình sẽ cho hai em này
về chung đội kiểu kiểu vậy. Còn thiếu một em nữa. À, mấy em khỉ này còn một em nữa cơ. Mà trong cánh rừng này hôm rày mình không gặp này. Hình như em còn lại là hệ nước thì phải. Ừ nhưng mà tìm khó cực ấy. Nhà mình gần cánh rừng mà mình tìm mãi chả thấy đâu. Thôi giờ thì chắc mình đi về được rồi. Làm cái nhiệm vụ này quá là lâu luôn rồi đó. Về nhà chúng ta cùng nhau nhận thưởng ha. Hy vọng nó sẽ cho mình một phần thưởng nào đó thiệt là xịn sò con bò nha. Cuối cùng ngày này cũng tới rồi. Không uổng công mình cực khổ mình dầm mưa mình đợi. Kiore đã xuất hiện rồi. Wow. Lấy Heavy Ball ra. Deep Ball ra. Hammer Ball ra. Lấy tùm lum Ball ra luôn. Bắt Kiore thôi. Đợi anh Kiore. Ui da, da, hát oxy, oh no. Đừng. Ui. Chết. Sung quá. Gặp Kiore cái phấn khích quá. Suýt nữa thì hết oxy rồi. Thôi từ từ, không vội nè. Mình sẽ đưa Eternatus vô trước ha. Rồi. Mình sẽ cấu rễ trước một xíu đi. Đấy, để chúng ta dễ dàng tung bóng chữa hơn. Wow, Kiore cũng tấn công ghê lắm kìa. Rồi, kéo rỉa thành công rồi. Giờ chính là thời khắc để mình tung bóng chứa đó. Ở dưới này hơi tối nha. À, nhưng mà mình sẽ thử tung Heavy Ball trước. Tại vì Kiore thì khá là to ha. Mình nghĩ tung Heavy Ball là hợp lý nha. Được không? Ồ, không được. Mình sẽ xen kẽ giữa Heavy Ball và Deep Ball đó. Tại vì nếu mà dưới nước thì Deep Ball sẽ là một cái lợi thế rất là lớn á. Thử coi. Được không? Trời ơi, shit được. Tưởng đâu được luôn là quá tuyệt vời á. Yay, được rồi. Sau 3 lần kiên trì sử dụng Heavy Ball, mình cũng đã chính thức sở hữu được một em Kiore đầu tiên rồi. Cả một quá trình đấy, trời ơi. Thành viên cuối cùng trong bộ 3 thời tiết. Chưa, để mình đi lên đây mình lấy oxy cái đó. Ôi, không chỉ lấy oxy đâu, đợi mình xíu mình bơi vô trong luôn. Ở đây giữa biển rồi, hơi khó. Ừ hé, hay là mình lấy Kiore mình bơi vô trong nha. Hợp lý, lấy Kiore mình bơi vô trong luôn. Đây, Kiore đây. Cưỡi cái coi, wow. Đã chưa. Kiore quá trịch xịn luôn. Tuyệt vời. Và bây giờ thì mình đã có thể thay đổi được cả mưa rồi ha. Tạnh mưa đi. Ủa? À nhầm. Kiore là tạo ra mưa chứ không phải là làm tạnh mưa. Muốn tạnh mưa thì phải kêu Raiden cơ. Lộn tiệm. Đây mình sẽ kêu Raiden làm tạnh mưa ha. Đó, đúng là có bộ ba thời tiết thích thiệt luôn. Muốn mưa thì mưa mà muốn nắng thì nắng á. Quá trời đã luôn rồi. Đưa Rayquaza nữa coi. Đào Rayquaza đây. Úi giời, bộ ba thời tiết đã tụ họp đông đủ rồi á. Quá tuyệt vời. Thôi giờ thì chắc về nhà thiệt nha. Bữa nay có chiến lợi phẩm siêu to khổng lồ rồi. Kathleen đâu ta? Cái người giao nhiệm vụ tím đâu ấy nhờ? À kia rồi. Chợ vẫn đứng gật chỗ cũ à. Ôi, nhưng mà hình như bữa nay mới đổi đồ mới sao vậy? À không, hai người đứng chung chỗ chứ không phải là mới đổi đồ mới đâu. Đây, để mình vô trong nhà mình nói chuyện cái nha. Ui giời ơi, đây, cách lên đây. À, để coi, cách lên sẽ cho mình cái gì nha. Hình như cách lên cho mình cái vòng Dynamax. Thiệt hả? Đúng không vậy? Cách liên cho mình dòng Dynamax nè. Oh my god. Rồi mình có được dòng Dynamax rồi. Cảm ơn nhiều nha. Đã vậy. Trời, quá tuyệt vời luôn. Ngoài ra ở dưới này mình còn có cái gì nữa nè. Cái góc nhỏ nè. Ở phía tay phải mình á, có cái gì nhỏ xinh cả. Cũng chưa rõ nữa ha. Ui đã thiệt. Ví dụ mình đang đeo vòng Dynamax nha, găng tay Dynamax nè, nhưng mà mình muốn Mega Rayquaza thì có được hay không?
Ờ vẫn được. Ồ, vậy là việc mình đeo cái vòng này cũng không ảnh hưởng gì tới việc mega của mấy em á. Ok, trời ơi, nay có vòng Dynamax luôn. Cầu được ước thấy rồi. Quá đã, quá đã. Thôi, và cái nhà của mình á, mình đã kiểu như là xong cái công đoạn trang trí các thứ rồi. Bây giờ thì phía trên mình sẽ thiết kế một cái lỗ như vậy ha, để mỗi lần mình muốn xuống á thì mình chỉ cần nhảy xuống đây thôi. Đó, khá là tiện ha. Ê, khi mình vô thực chiến á thì mình đã có hiện lên cái chỗ để mình Dynamax rồi nè. Wow, Dynamax Raiden lên. Ủa nhưng mà Raiden Dynamax cũng không to lắm nha. Uầy, thích chưa, thích chưa. Thử với Kyurem coi, Kyurem mới bắt được nè, mình Dynamax thử. Coi coi. Ôi, chưa kịp nhìn thấy Kyurem Dynamax nữa. Wow, tính ra là mình Dynamax. Ôi, ôi, đây có một cái Pokemon chat nữa. Ôi, nhưng mà cái này chưa loot được. Oh no. Rồi, mình thử lại với Rayquaza coi. Rayquaza Dynamax coi. Cũng bự lên được một tí nè. Wow, có vẻ Dynamax mình thấy cũng không bự quá ha. Cũng mới mức được thôi. Vậy thì coi còn em nào có kích thước khủng khủng không ta? Ừ, có. Mình có em Eternatus. Hiện tại thì Eternatus là Pokemon có kích thước to nhất của mình hiện tại rồi đó. Không còn em nào to hơn Eternatus đâu. Để mình coi Eternatus Dynamax sẽ bự đến mức nào ha. Hồi hộp quá. Thử coi. Eternatus thì mình không Dynamax được. Vậy là chỉ có một vài em Pokemon là Dynamax được thôi ha. Charizard thì sao? Charizard được nè. Vậy là số lượng Pokemon Dynamax cũng bị hạn chế ha. Wow. Nhưng mà nói chung Dynamax được thì quá là tuyệt vời luôn rồi. Kiểu như Pokemon mình to khỏe hơn á, nhìn cũng thích hơn á. Quá đã luôn. Để bây giờ mình sẽ vô trong làng coi làng còn giao nhiệm vụ gì cho mình không. Bữa nay có vẻ làng không có nhiệm vụ giao cho mình rồi. Mình đi một vòng mình chưa thấy ai giao nhiệm vụ hết. Dự định là mình đang tính luyện cấp cho mấy cái em mình mới bắt được trong ngày hôm nay nè. Nhưng mà gần đây có boss Epic thành thử ra thôi. Một xíu luyện cấp mấy em đó sao. Giờ thì chơi boss Epic trước ha. Chiến đấu với boss Epic coi sẽ cho mình đồ gì đây. Hồi hộp quá. Để coi. Tấn công Tarot nào. Eternatus lại gánh tem rồi. May quá. Chiến này có vẻ là thắng dễ thôi. Một hit nữa. Liệu rằng có kết thúc trận chiến không? Kết thúc luôn. Và mình sẽ được một viên viên đá Z cho hệ đất á. Cũng như một cục kẹo. Hệ đất. Mình sẽ gắn viên đá Z này cho Raiden luôn. Ủa? Ui, lại có thêm boss nữa nè. Trời, boss liên tục. Mình Dynamax xong rồi một chút mình dùng tiệt kỹ Z luôn được không ta? À không được. Vậy là không dùng hai cái cùng lúc được ha. Ồ, ra là vậy. Vậy thì OB quá. Nhưng mà không sao, mình và Raiden vẫn có thể chiến thắng được boss Ampharos thôi. Và boss Ampharos thì cho mình một viên Mega của em nè, cũng như một viên đá Z hệ băng. Ủa, nói tới hệ băng thì hiện tại á, mình rất ít Pokemon hệ băng luôn. Tại vì mình chưa có tìm được vùng băng. Hay là bữa nào chúng ta sẽ có một chuyến khám phá và đi tìm vùng đất băng đi. Hợp lý á, mình thấy cái đó hợp lý á. Để mai mốt mình còn đa dạng hơn Pokemon á. Tranh thủ nhà mới cái mình cũng sửa soạn đồ đạc á. Chế tạo thêm Whitbon coi. Hôm nay bắt thì mình không có Whitbon á, nên bắt mấy cái em Pokemon cũng hơi chật vật một xíu ha. Rồi, nay là trở lại với Whitbon nè. Hy vọng là Whitbon sẽ gánh tem nhiều hơn nha. Mình cũng làm thêm một ít Netbon á. Tại vì với Netbon thì mình sẽ tăng tỷ lệ bắt mấy Pokemon hệ bọ cũng như là hệ nước lên một xíu. Đó, tới 3x tỷ lệ bắt lận. Đó, thế nên mình sẽ làm thêm Netbon ha. Bắt thử coi. Biết đâu bất ngờ. Cả rài đi mình cũng hay gặp Pokemon hệ bọ lắm. Rồi, test thử 10 quả nha. Coi 10 quả bắt được mấy em nào. Một xíu đi, nếu gặp thì chúng ta sẽ thử bắt. Còn giờ thì chuẩn bị lên đường thôi. Nhưng mà mưa miết luôn á. Nay mưa hoài à. Hên quá, mình có Kyurem nên cũng không sợ cho lắm. Rồi, tạnh mưa rồi đi thôi. Hiếm lắm mình mới gặp một cái Pokéchat đó nha. Trời, và lần này thì cho mình một cái Psychic Gem.
dùng để bút búp sức mạnh cho hệ tâm linh đó. Ok, cũng được. Em kêu bon này cấp nhỏ vậy. Đây, mình sẽ Dynamax lên thử. Ui, cái em khỉ lửa của mình đó, Dynamax lên nhìn đúng với thương luôn. Ui, bình thường nhỏ mà Dynamax lên khủng thiệt ha. Hơi bị bự luôn á. Trời ơi, ngộ thiệt, mấy em bự thì Dynamax lên thì không có bự hơn bao nhiêu. Mà mấy em nhỏ nhỏ Dynamax lên nhìn đúng khủng khiếp luôn á. Ồ, ở đây còn có boss nữa nè. Ồ, boss này là boss thường rồi. Vô luôn em ơi, tới công chuyện luôn. Súp boss luôn. Đấy. Mình nhỏ mà mình đi quýnh boss mới dữ. Súp boss luôn. Đúng rồi, cố lên. Cố lên. Cố lên, rồi teo lại rồi. Không biết. Ôi, con nên đổi Pokemon khác không để quýnh nhanh. Để không thôi, banh xe bị đánh gục là không có hết ké kinh nghiệm được á. Mình sẽ đổi sang Kyurem đi. Kết thúc trận chiến này nhanh rồi chúng ta nhận kinh nghiệm cho em khỉ ha. Kẻo em bị gục thì ổn lắm. Rồi, tạm một hit nữa thôi. Lượm cục kẹo boss da mát luôn. Xong. Đấy, vậy là cả hai đều có kinh nghiệm rồi. Và mình sẽ được một cái Moonstone. Ồ, đã vậy. Sẽ có một vài em Pokemon á, nếu muốn tiến hóa thì sẽ cần cái Moonstone này. Nên bây giờ mình farm được Moonstone này quá là tuyệt vời luôn. Hợp lý nè. Ý, hình như hội quán này mình chưa có vô đúng không? Ồ, câu hỏi. Được, bữa nay mình sẽ cho bộ ba thời tiết vô đánh nhau với hội quán luôn á. Hợp lý nè. Wow, thách đấu chủ hội quán coi, cũng có dòng Dynamax luôn. Bữa nay nhân tiện mình sẽ test thử mới được đội hình của mình khi Dynamax sẽ như thế nào đây. Đầu tiên là mình sẽ cho em Rayquaza Dynamax trước đi. Rayquaza trước đi nhờ. Ui trời, bên kia chưa gì đó, Dynamax coi. Không sao. Lượt đầu mình Rayquaza trước đi ha, lượt sau mình sẽ tấn công. Không biết là Dynamax có dùng được nhiều lần hay không nữa, hay là chỉ dùng được một lần thôi ta. Hy vọng là sẽ dùng được nhiều lần á. Ui, bây giờ tới một em Pokemon. Hình như chủ hội quán này chuyên về hệ bọ hay sao á. Mình thấy mấy em này giống Pokemon hệ bọ lắm. Ui, Rayquaza đang gánh tem kìa. Rayquaza xong mạnh thiệt sự á. Liên tục lập công luôn. Ui trời, triple kill luôn. Trời. Rayquaza gánh tem ghê thiệt. Và mình sẽ được một cái huy hiệu hip ha. Wow, huy hiệu kiểu như là tổ ong. Không biết mình dịch có đúng hay không nữa. Hình như chỗ hội quán này chuyên về Pokemon thể bỏ. Nhưng mà nói chung thì rất cảm ơn về cái huy hiệu này nha. Cho mình thêm một kỹ năng Giga Ren nè. Quá đã luôn. Tính ra vô đây Rayquaza cân hết luôn á. Mấy em kia chưa kịp làm gì hết. Thôi mình cũng vô đây mình chiến đấu thêm một xíu để chúng ta cày cấp cho mấy em Pokemon còn lại ha. Hồi nãy mình cũng tò mò là sao cái em khỉ lửa của mình lâu quá chưa tiến hóa. Thì mình search Google mới biết ra là em này muốn tiến hóa phải có cái Firestone á. Để bây giờ mình sẽ đi xuống dưới mấy cái hang này mình kiếm Firestone để tiến hóa cho em nha. Oh no, dưới này không có rồi. Firestone chắc phải tìm mấy cái chỗ nào có nhung nham ấy. Chắc sẽ dễ gặp hơn á. Ôi trời, đây có cái chỗ gì nhìn thấy ghê hả? Yêu. Firestone đây có không? Ồ, có Ruby. Ok, tìm Firestone mà lại có Ruby. Cái vậy? Có không? Ôi, toàn là Ruby không à. Thứ tôi cần là Firestone. Trời ơi, còn cho kim cương nữa. Ok, làm luôn, đào luôn. Ôi, nhưng mà nói kim cương mới nhớ, mình có một cái nhiệm vụ là tìm kim cương nè. Ê. Ôi, mình rẽ sang nhiệm vụ mình tìm kim cương được luôn á. Quá trời kim cương. Không, cái này là crystal à. Được á nha, 14 viên kim cương nữa là xong nhiệm vụ luôn nè. Được, mình sẽ vừa tìm Firestone và vừa tìm kim cương luôn á. Một công đôi chuyện. À, đây rồi. Quặng Firestone đầu tiên trong ngày. Ở đây đào thôi. Ui, cẩn thận nha. Lớn nó lọt xuống dưới á. Phải thiệt cẩn thận. Xô nước. Mình cần một xô nước ngay lập tức luôn. Vậy cho chắc. Rồi, lấy Firestone. Được có một miếng à.
mình sẽ cần có 9 miếng như vậy thì mới ghép thành một viên Firestone được ha. Đó, nên hơi khó. Nhưng mà không sao, tìm từ từ thôi cũng đủ ha. Phía bên này thì mình thấy có thêm kim cương nè. Lẩm liền, sao bỏ được. Nhiệm vụ đấy. Rồi, ông này có 4 luôn hả? Chỉ là còn 6 quặng kim cương nữa thôi. Lại có thêm kim cương, lại 2 kim cương luôn, 2 quặng luôn. Đủ, chắc chiến này là đủ nhiệm vụ luôn á. Ôi, sao 2 quặng này có... Trời ơi, 2 quặng có 2 viên à. Chết mất. Ê, như đây là cái hang khoáng sản hay sao á. Mình thấy quá trời khoáng sản luôn nè. Ồ, còn có Firestone nữa. Được bao nhiêu rồi? Được 4 rồi. Chiến này chắc đủ KPI luôn rồi đó. Nè, có thêm một kim cương nữa nè. Vậy là còn 3 kim cương nữa là xong nhiệm vụ. Đây, 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 đây còn. Đúng rồi, đây là một cái hang khoáng sản rồi. Coi lượng khoáng sản nó xuất hiện trong cái hang kìa. Còn 2 viên nữa. Hết rồi. Ở dưới này, dưới này. Trời ơi, đủ luôn. Cái hang khoáng sản này một phát một đủ cái nhiệm vụ luôn nè. Có cả Firestone cho mình nữa. 7 rồi. 7 Firestone rồi. Ở dưới này thì có ngọc lục bảo thôi à. Ồ, đây nữa, 8, 9, vừa khít luôn. Trời ơi, vô đúng một cái hang. Ôi, còn dư kim cương luôn nè. Lụm liền. Trong đây còn nhiều kim cương với ngọc lục bảo lắm, nên mình cứ từ từ mà. Ồ, đào ngọc lục bảo mà phát hiện ra còn kim cương giấu trong này mới ác á chứ. Vượt chỉ tiêu luôn rồi. Quá xá đã luôn. Đây, bên đây còn ngọc lục bảo qua lấy luôn ha. Nếu như mình nói cái này là kim tự tháp thì các bạn có tin không? Cái kim tự tháp gì mà nó bị cát chôn vùi hết trơn luôn rồi. May mà mình còn phát hiện ra, không là bỏ lỡ một cái kim tự tháp rồi đó. Ơi, ơi. Ok. Cách trở về nhà nhanh nhất đó chính là về bằng đường hàng không nhé. Đấy, mình vừa biểu diễn cho các bạn xem một pha rồi đấy. Kỳ á, sao mình biết rồi, em Rayquaza te le theo mình đụng vô cái tấm áp lực, chứ không phải là mình rớt ngay tấm áp lực đâu. Bảo sao à, mình thấy có gì đó sai, mình rớt rõ ràng không trúng mà sao lại kích hoạt tấm áp lực. Rayquaza ơi là Rayquaza, em hại anh rồi. Rồi giờ thì mình sẽ cho Banshee của mình tiến hóa bằng cái viên Firestone á. Rồi tiến hóa đi em ơi, cho tiến hóa trong nhà luôn nha. Sướng rồi nha. Và khi Banshee tiến hóa thì em sẽ trở thành Shimishia. Uầy, giờ cái đuôi nhìn cơ, quá đã luôn. Wow, xịn thiệt á. Uầy, chỉ số tốc độ tăng lên quá trời nè. Được nha, được nha. Nhưng mà cần phải học thêm nhiều kỹ năng nữa cơ. Hiện tại kỹ năng em cũng chưa gọi là xịn nhất đâu. Ui, sao nhiều chỗ đánh boss thế. Wow, mà lần này là boss 4 sao luôn á. Thử sức mạnh mới của Shimishia coi. Vô đánh boss thử nào. Wow. Ditto. Boss Ditto à. À, Dynamax chứ vậy. Tui Dynamax luôn. Bệnh gì cỡ. Xúc luôn. Trời ơi, Ditto quýnh ra. Ditto quýnh xong văng ra cả khúc luôn. Trời ơi, Ditto chơi mà gu ngủ kìa. Chơi gu ngủ 3-4 Pokemon một lần. Mình cực kỳ cay cú mấy em Pokemon mà chơi gu ngủ á nha. Đang đánh nhau mà gu ngủ thì sao mà quánh được. Rồi luôn. Những người đồng đội mình cũng bị gu ngủ hết luôn rồi. A few moments later. Rồi, giờ cũng chịu thua rồi đó. Gì đâu, boss kỳ cục à. Chơi mà tối ngày gu ngủ hoài. Wow thiệt. Rồi, ở đây có boss cấp độ hiếm hả? Sao gần nhà mình cứ ngày xuất hiện boss nhiều lắm luôn á. Được. Cho Kyore vô quánh Numeo này luôn á. Rồi, coi boss hiếm cho mình cái gì nào. Ồ, một cái cần câu thường. Cần câu tốt thôi à, chứ không phải là cần câu siêu super ha. Ừ, nói cần câu mới nhớ. Hay là mới mốt mình sẽ có một chuyến đi để chúng ta đi câu cá nhờ. Sẵn tiện mình câu cái em Ash Reninja luôn. Em S á, em S Ninja. Ừ, hợp lý nè. Ý kiến hay. Một ngày đẹp trời chúng ta sẽ đi câu cá cùng nhau ha. Còn giờ đi trả nhiệm vụ coi.
Hello anh bạn, tôi trả mất mấy viên kim cương nè. Ồ, mình làm nhiệm vụ còn cho mình thêm kim cương cơ. Ui, cũng được ấy, cũng được ấy. Rồi bây giờ thì người này có nhiệm vụ là kêu mình thu hoạch mấy quả African hả? Đâu, nhiệm vụ thu hoạch African đâu? 10 đỏ, 10 vàng, 10 xanh, 10 hồng, 10 xanh nước biển, 10 trắng, 10 đen. À, tức là mỗi loại 10 quả đúng không? Trời, cái gì chứ cái này? Nghe mình, nghe mình. Ôi trời ơi. Xong, trở lại và trả nhiệm vụ cho bạn này thôi. Đâu rồi, đây, trả nhiệm vụ nè. Rồi, để coi cho mình cái gì nha. Ê, đài người ta đi hái rồi không cho người ta cái gì à, cho kinh nghiệm thôi à. Ok, tại vì trông có vẻ dễ thương nên tha đó nha. Chứ gặp phải thanh niên này mà cho kinh nghiệm không á. Tới công chuyện đấy, mình tính hơi bị nóng. Thôi mình đùa ấy. Ô, không phải đâu. Hình như ẻm cho mình cây cuốc hay sao nè. Ủa, hình như ẻm cho mình cây cuốc kim cương ấy. Ui, suýt nữa lại trách nhầm người ta rồi. Trời ơi, có gà mình trách nhầm hơi bị nhiều á. Thiệt là có lỗi quá đi. Còn nhiệm vụ gì nữa không ta? Để mình lướt qua coi cái kho đồ của mình coi. Giờ thì đã có Banshee, Hoshimishia, Simiset. Rồi, còn thiếu một em khỉ nữa. Tự nhiên mình muốn kiếm thêm một em khỉ cuối cùng quá à. Để mình thử coi. Mình thử vô cánh rừng mình đi tìm coi. Tới công chuyện luôn. Ở phía dưới này mình thấy có một em boss Zamazenta cấp Legendary. Tưởng đâu gặp Zamazenta lại thì tốt quá, nhưng không, lần này là boss rồi. Để mình sẽ thử cho Intellion coi. Không rài không? Đã rất là lâu rồi mình và Intellion chưa cùng nhau chiến đấu á. Hy vọng lần này khi chiến đấu với Zamazenta thì chúng ta có thể cùng nhau chiến thắng nha. Đây nè, mắt ẻm trước đi. Ừ, cố lên Intellion. Lâu lâu chúng ta hãy thể hiện một pha cực kỳ mãn nhãn nào. Đúng rồi. Cơ hội kết thúc trận chiến này. Rồi teo lại rồi. Trời ơi, quýnh nhỏ kìa. Đừng có ỷ bự mà ăn hiếp nhỏ nha. Này thì ỷ bự ăn hiếp nhỏ hả? Ồ, và boss Zamazenta thì cho mình một cái Arena Light Orb nè. Cái vật phẩm mới toanh luôn. Cái này thì nó sẽ giúp tăng cái chỉ số tốc độ khi mà Intimidate. Ủa là sao ta? Mình gắn vô được không? Ồ, mình gắn vô được luôn nè. Wow. Được á, với một viên kẹo. Ok, kẹo thì chắc mình sẽ cho Kyurei ăn đi. Đó, ok, cũng hợp lý á. Ô, gần biển đó ta. Ô, chỗ này quen lắm, hình như chỗ này cũng gần cái chỗ lần trước mình bắt Zamazenta nè. Ồ, và nó còn gần cạnh cái chỗ tòa tháp hệ nước nữa. Ồ, nhìn cái tòa tháp này mình mới nhớ là hình như mình còn thiếu một cái cuộn bí kíp võ công hệ bóng tối hay sao á. Vậy là sắp tới mình còn có thêm một cái nhiệm vụ nữa là tìm tòa tháp hệ bóng tối để chúng ta tiến hóa cho Pokemon cúp phu của mình nè. Em chưa được tiến hóa đấy. Ok, tạm thời thì mình sẽ không vô đâu, tại vì chỗ đó mình vô rồi. Đó là tòa tháp hệ nước á. Hệ bóng tối thì chắc cái banner ở bên ngoài nó sẽ khác một xíu á, mình nghĩ vậy. Tại có gặp bao giờ đâu mà biết. Dưới này có em Pokemon Hakamo. Ui, đây là một em hệ rồng, cũng như hệ giác đấu, quá là đã luôn. Gặp em này không bắt thì hơi ổn nha. Không gà lên vùng núi mà ít gặp em lắm. Nay mới gặp em nè. Thôi bắt luôn nha. Coi mình có level bon đúng không? Ok, lấy level bon bắt em. Mình nghĩ như vậy là cách hiệu quả nhất á. Chứ đánh nhau thì chắc không đảm bảo là em sẽ an toàn khi mà về đội mình đâu. Tụi bông chứa trước đi. Được không? Level bon. Được luôn. Một phát ăn luôn Hakamo nè. Đây rồi, cuối cùng cũng gặp một em hệ bọ rồi. Nãy giờ chế tạo netball mà chưa có bắt được Pokemon hệ bọ nào hết. Mình thử nha. Đó, đấm em cái đi ha. Làm quen, đấm yêu á. Chứ không phải đấm cà khịa gì đâu, đấm yêu thôi. Rồi, sau đó mình sẽ tung bóng chứa nè. Netball. Chịu đi cưng, anh mới chế tạo netball đó cho anh
thể hiện sức mạnh của Netball đi. Đó. Trời, phải đấm cái em mới chịu về đội của mình. Rồi mình đã thành công bắt được một em hệ bọ đầu tiên bằng Netball rồi ha. Được ấy nha. Quá đã luôn. Và cái em mình mới bắt hình như còn có thể tiến hóa nữa cơ. Charibus còn có thể tiến hóa thêm một lần nữa. Cũng được, cũng được. Để coi em này hiện tại là đang hệ hãy bỏ với hệ điện á. Cũng ok phết đấy. Bữa nay có thể nói là một ngày khá là tuyệt vời ha. Bởi vì sau bao nhiêu lâu đi tìm kiếm thì cuối cùng mình cũng đã có đủ bộ ba thời tiết. Đồng thời thì mình cũng có được bộ đôi khỉ lửa và khỉ lá rồi. Còn thiếu một em khỉ nước nữa thôi thì mình cũng sẽ có thêm một bộ ba mới á. Và không thể thiếu đó chính là chiếc vòng Dynamax mình đang đeo trên tay. Đây là một vật phẩm có thể giúp mình và các em Pokemon khá là dễ dàng hơn trong các trận chiến cam go. Hy vọng là sắp tới vòng Dynamax sẽ có nhiều cơ hội hơn để giúp cho các em Pokemon thể hiện tốt ha. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong chuyến khám phá cực kỳ tuyệt vời trong ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến khám phá kế tiếp của mình và các em Pokemon. Còn bây giờ thì bye bye.